Chào các bạn, bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Static Variable. Thì Static Variable nó còn được gọi là Class Variable. Static Variable nó sẽ phụ thuộc vào mức Class, chứ nó không phụ thuộc vào một cái object cụ thể của một cái Class. Chúng ta sẽ sử dụng một cái Static Variable như là một cái bản copy được sử dụng ở Among, tức là giữa những cái instance của cái Class. Thì để các bạn hiểu rõ hơn cái Static Variable thì mình có một cái ví dụ ở đây, ở đây mình có một cái class có tên là Duck. Trong cái class này thì mình sẽ có một cái property thông thường là cái name này và mình khai báo nó là kiểu chuỗi. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái property có tên là cao à, kiểu in và mình khai báo nó là cái kiểu static variable bằng cái cách sử dụng cái keyword là static ở đây ạ và mình gán cho nó giá trị là không Sau đấy thì ở trong cái hàm constructor của cái class Duck này thì mình làm cái nhiệm vụ là mình tăng cái biến cao này lên một đơn vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái biến static thì nó sẽ khác với lại cái biến thông thường, cái instant variable như thế nào. Thì giả sử như sau khi mà mình tạo xong cái class Duck thì mình sẽ sử dụng nó. Thì trước khi vào trước khi khởi tạo bất kể một cái duck object nào đấy thì mình ghi ra ngoài màn hình cái giá trị của cao. Thì bởi vì cái cao này chúng ta đang khai báo nó là static variable, tức là nó phụ thuộc vào class. Chúng ta có thể truy uh, nhập đến cái cao luôn bằng cái cách sử dụng là Duck cao chúng ta sẽ không cần phải khởi tạo ra một cái instance của class duck để sử dụng cái cao này sau đấy thì mình sẽ tạo ra ba cái instance của class duck là d1 d2 và d3 thì nếu trong cái trường hợp mà chúng ta không uh, tạo cái cao này nó là kiểu static mà vẫn là một cái variable thông thường thôi thì khi mà chúng ta tạo ra một cái instance có tên là d1 này thì cái cao đầu tiên nó sẽ được gắn vào không và cái duck contractor nó sẽ tăng cái cao này lên một tức là cái cao ở đây sẽ có giá trị là một tuy nhiên đến khi mà chúng ta tạo ra cái instant d 2 chúng ta lại làm cái quá trình tương tự cái cao nó lại bị reset lại về không và cái contractor lại tăng nó lên một tức là sau cái quá trình mình tạo cái d 2 này thì cái cao nó vẫn là một đúng không ạ tương tự sau cái d 3 thì cái cao nó cũng chỉ là một mà thôi Tuy nhiên là trong cái trường hợp mà chúng ta biến cái cao này nó trở thành cái kiểu static thì sau cái bước 1 chúng ta tạo ra cái object là D1 ở đây thì đầu tiên cái cao nó bằng không đúng không ạ? Thì cái contractor đầu tiên nó sẽ biến cái cao này thành một Đến cái object D2 thì lúc này cái cao là một Thì lúc này cái cao nó không phải phụ thuộc vào một cái instance cụ thể Thì trong cái contractor này thì nó sẽ biến cái cao này từ một cộng 1 sẽ trở thành hai đúng không ạ? Và cái D3 thì nó sẽ biến từ 2 thành 3 tức là nó sẽ không reset lại cái giá trị không ở đây bởi vì là cái cao nó phụ thuộc vào cái gọi là class level và lúc đấy nếu chúng ta ghi cái cao ra ngoài màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cao nó sẽ là 3